Hello, Tân Trang Hảo. Xin chào tất cả các bạn, cô là Thanh Hà. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi theo chân cô để tìm hiểu một cái chủ đề cũng rất là quan trọng và cũng rất là thú vị ở trong cái chuỗi series về các cái bài giảng về văn phòng, công xưởng và công ty, đúng không ạ? Đó là chủ đề các từ vựng trong công xưởng sản xuất nhé. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là vậy trong công xưởng sản xuất thì chúng ta có thể sử dụng những cái từ như thế nào. Trước hết là chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái phần từ mới nhá. Đó, bạn nào mà đã mua sách của cô đấy thì có sách rồi thì chúng ta sẽ dở trang số 7 ra, bài số 2 đúng không ạ? Rồi, trước hết là nghe cô đọc từ mới một lần nào. Sân chản, chưa chen, cung chản, chản xen, chản xen, sân chản kế hoạch, thính xen, hình xem, sang bài ban, sang giờ ban, chuẩn sử, chứ tao, phóng trình điện xía, chẳng phú, an thái, quang chi, chỉ được, khai sử, chế su, quy định, tuân sổ, thái tuệ, lý khai, cung chùa cảng vị, báo cáo, báo cáo. Đó, sẽ thi nhịp đen ạ. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một lượt nữa nhé. Lần này cô sẽ đọc nhanh hơn một chút ạ. Sân chản, chưa chen, chưa chen, cung chản, chản xen, sân chản kế hoạch, thính xen, sang bài ban, sang giờ ban, chuẩn sử, chứ tao, phóng trình điện xía, chẳng phú, an thái, quang chi, chi được, khai sử, kết thúc, quy định, tuân sổ, thái tuệ, lý khai, cung chùa cảng quê, báo cáo, được chưa nhỉ? Đó, thì đấy là về phần từ vựng nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lần lượt từng, cô sẽ đi giải thích cho chúng ta từng từ một ạ. Chúng ta sẽ nhìn vào cái PowerPoint nhé. Rồi, đầu tiên nào chúng ta có từ sân chản, từ này thì các bạn có thể sử dụng như một động từ được ạ, đúng không? Đó là động từ sản xuất cái gì đó. Thế thì ngoài các cái công ty ngoài là sản xuất ra thì có một số công ty họ không sản xuất mà họ sẽ chỉ làm gì thôi ạ? Họ gia công thôi đúng không? Vậy thì cái động từ gia công mình có thể sử dụng là gì? Gia công, gia công nhé. Hoặc là lắp ráp ạ. À, lắp ráp chúng ta sẽ có từ là chủ choang. Đó, đọc lại ba từ này cho cô này. Sân chản, sản xuất, gia công, gia công, chủ choang, lắp ráp ạ. Vậy ví dụ chúng ta có câu gì đấy ạ? Chúng ta muốn hỏi xem là gì? Công ty bạn sản xuất cái gì đúng không? À, công ty các bạn sản xuất cái gì? Vậy mình có thể hỏi là gì? Nǐ mēn gōng sī shēng chǎn shěmě? Nǐ mēn gōng sī shēng chǎn shěmě? Nǐ mēn gōng sī shēng chǎn shěmě? Đó, thì như vậy là chúng ta có từ này nhé. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Sân chản, gia công, chủ trang, nǐ mēn gōng sī shēng chǎn shěmě? Nǐ mēn gōng sī shēng chǎn shěmě? Đó. Hay là gì ạ? Ví dụ nếu chúng ta trả lời là công ty chúng tôi sản xuất linh kiện của điện tử, của điện thoại đúng không? Mình sẽ dùng là gì đây ạ? Ở đây chúng ta có từ là linh kiện điện tử, tử của điện thoại. Thì điện thoại là sổ chi rồi, thế linh kiện điện tử là cái gì? Đọc là tiên tử lính chen,
tiên tử lính chiên. Vậy cả câu này mình có thể nói là Ủa mân cung sư sân chản sổ chi tọ tiên tử lính chiên. Ủa mân cung sư sân chản sổ chi tọ tiên tử lính chiên. Được chưa? À, đấy. Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đấy ạ? Chưa chen, chưa chen. Chưa chen ở đây là cái xưởng, cái công xưởng để sản xuất thì người ta gọi chung là chưa chen. Hoặc là ngoài từ chưa chen này ra, các bạn có thể sử dụng từ này cũng được này. Cung chẳng, cung chẳng. Đấy, một trong hai từ này nhá. Chưa chen hoặc là cung chẳng, nghĩa là xưởng sản xuất. Đó. Thì ví dụ đây là cô sẽ chỉ giảng có một mình cô thôi, không có sự tương tác của các bạn khác. Thế cho nên là cô sẽ không đợi thời gian này cho các bạn ghi hết đâu. Thì nếu như các bạn học qua online ấy, thì bạn nào mà muốn ghi thì các bạn có thể là gì dừng cái video lại và chúng ta ghi xong thì chúng ta lại tiếp tục mở và chúng ta nghe tiếp nhé. Để tránh cái việc là lãng phí thời gian hay là để cô tiết kiệm thời gian này một chút đúng không? Thì cô sẽ nói thôi. Sau đó là nếu bạn nào muốn ghi lại thì chúng ta sẽ ấn pause, ấn dừng lại và chúng ta sẽ ghi ghi xong chúng ta lại nghe tiếp nhé. Ừ. Không thì có một số bạn bảo là cô nói nhanh quá em chắc không kịp. Đây là không có cái sự tương tác thì cho nên là chúng ta bắt buộc phải như vậy nhé. Ừ, học. Vậy thì ví dụ như là các bạn muốn biểu thị là tôi đang làm việc ở trong xưởng A hay xưởng B, xưởng C nào đó đúng không? Vì trong một công ty thì nó có thể có rất là nhiều xưởng, nó sẽ ký hiệu theo các cái vần ABCD. Thì ví dụ nói là tôi làm việc ở xưởng A thì các bạn có thể biểu thị là gì? Ủa chạy A chưa chen cung chuộc hay là ủa chạy A cung chẳng cung chuộc cũng được nhá. Ừ, đấy. Ủa chạy A chưa chen cung chuộc, ủa chạy A cung chẳng cung chuộc. Đó, như vậy chúng ta có hai từ này. Xưởng sản xuất. Tiếp theo nào, chúng ta có từ chản sen. Chản sen, chản này là trong từ sân chản đấy, là động từ sản xuất đấy. Sen bình thường có nghĩa là cái dây đúng không? Thế thì ở đây chản sen mình hiểu đây chính là cái chuyền sản xuất. Thì thông thường các công ty sản xuất bây giờ là mình sản xuất theo dây chuyền, cho nên là nó sẽ sử dụng từ này nhá. Chản sen, chản sen. Đấy, chuyển sản xuất hay là tiếng Anh người ta có một cái khái niệm người ta gọi là line đấy, không biết các bạn đã nghe bao giờ chưa? À, line sản xuất đúng không? Hay là chuyển sản xuất đều dùng từ này hết, chản sen. Ví dụ nói là chuyển sản xuất này có 20 công nhân thì mình sẽ nói như nào? À, chưa cơ chản sen hiểu o xứ cửa cung rấn, chưa cơ chản sen hiểu o xứ cửa cung rấn, chưa cơ chản sen hiểu o xứ cửa cung rấn. Hoặc ví dụ như là gì chúng ta cái có rất nhiều chuyền đúng không? Trong một xưởng thì có thể có nhiều chuyền thì người ta cũng hay đặt theo ký hiệu là ABCD. Ví dụ như vậy thì nếu như chúng ta nói là chuyền A thì mình có thể nói là gì? A sen, A sen hoặc là A chản sen cũng được nhá. Đấy, B sen, B chản sen. Đấy, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có từ chản sen, chuyền sản xuất ạ. Ừ. Tiếp theo chúng ta có một cái thuật ngữ nữa. Các bạn nếu mà đi làm công ty trong chuyền sản xuất thì các bạn sẽ rất là hay gặp. Đó chính là từ gì ạ? Thính sen, thính sen, thính sen. Thính ở đây là động từ mang nghĩa là dừng hoặc là ngừng. Tiếng Anh chúng ta có từ là từ stop ấy. Thì cái từ này sẽ tương đương với từ stop trong tiếng Anh đúng không ạ? Dừng lại cái gì đó. Sen ở đây chính là trong từ chản sen lúc nãy chuyển sản xuất đấy. Vậy thì thính sen có nghĩa là dừng cái chuyển đấy lại, dừng cái chuyển đấy lại. Tức là chúng ta không hoạt động cái chuyển đấy nữa hay là tạm thời ngừng cái chuyển đấy. Ví dụ bởi vì nguyên vật liệu vẫn chưa tới vì vậy mà phải dừng chuyển đúng không? Thì mình có thể nói là gì? In way, yuán trái leo hái mấy to. Ở đây chúng ta có từ yuán trái leo. Yuán trái leo là nguyên vật liệu nhé. Yuán trái leo. In way, yuán trái leo hái mấy to. To ở đây là đến đấy. Như vậy là hái mấy ở đây là vẫn chưa. Bởi vì nguyên vật liệu chưa đến. Số ỷ giao thính xen lọ. Số ỷ giao thính xen lọ. In way, yuán trái leo hái mấy to. Số ỷ giao thính xen lọ. Bởi vì nguyên vật liệu vẫn chưa đến. Thế nên là phải dừng chuyển. Ừ, thế còn có một cái thuật ngữ nữa các bạn có thể cũng sẽ hay gặp đó chính là dừng sản xuất hay là ngừng sản xuất. Dừng chuyền thì đôi khi nó chỉ là gì thôi, tạm thời dừng để ví dụ do chưa đủ nguyên vật liệu để mình làm thôi. Thế còn dừng sản xuất thì thông thường sẽ là gì, ví dụ chúng ta đang sản xuất cái model 1528 ví dụ như thế. Thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng là thính chẳng có nghĩa là bây giờ mình sẽ không sản xuất cái con model này nữa và mình sẽ chuyển sang một cái model khác để mình sản xuất. Đó thì cái này nó sẽ gọi là thính chẳng, tức là ngừng hoàn toàn sản xuất cái đấy luôn. Thế còn thính sen thì đôi khi nó chỉ là tạm thời thôi đúng không? Ừ, đấy nhá. Thì nếu mà dừng là ngừng sản xuất cái model nào đó thì mình sẽ dùng là thính chẳng, thính chẳng. Ví dụ nói là chưa cơ model đúng không, hay là chưa cơ người ta gọi là pen ho đấy, hay là xín ho, thính chẳng lơ đấy, cái model này đã dừng sản xuất rồi. Tiếp theo nào, chúng ta có từ chi hoa. Chi hoa, chi hoa thì các bạn có thể dụng như động từ hoặc danh từ đều được nhé. Kế hoạch, lên kế hoạch làm gì đó, chi hoa.
Và trong công ty thì chúng ta hay có một cái khái niệm đó là sinh sản chi khoa đấy, sinh sản chi khoa, kế hoạch sản xuất. Và những cái nhân viên mà làm về cái trong cái gọi là cái phương diện này thì hay gọi là sinh sản chi khoa nhánh, là những nhân viên kế hoạch sản xuất. Đấy, có rất là nhiều bạn có thể làm ở bộ phận này, vị trí này đây này, sinh sản chi khoa, sinh sản chi khoa nhánh. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn hỏi là hôm nay kế hoạch sản xuất là bao nhiêu hàng đúng không? Thì mình có thể sử dụng như thế nào? À, jin tian sheng chẳng chi hoa tua sảo khua. Ở đây chúng ta có từ khua. Khua ở đây là hàng hóa nhé các bạn nhé. Khua. Đấy, như vậy sẽ là jin tian sheng chẳng chi hoa tua sảo khua. Tua sảo là bao nhiêu? Hôm nay đúng không? Kế hoạch sản xuất bao nhiêu hàng? Đấy, jin tian sheng chẳng chi hoa tua sảo khua. Ví dụ nói là hôm nay kế hoạch sản xuất là 5.000 hàng thì mình có thể biểu thị là gì? Jin tian sheng chẳng chi hoa sử ủ chen khuộc. Jin tian sheng chẳng chi hoa sử ủ chen khuộc. Rồi tiếp theo chúng ta có một khái niệm nữa đó là sang bài ban. Sang bài ban, bình thường mình có từ sang ban là đi làm đúng không? Thế thì bây giờ đi làm thì người ta hay phân theo ca theo kíp. Vậy nếu mà nói cụ thể làm ca ngày hay ca đêm thì mình sẽ biểu thị là gì đây ạ? Ca ngày sẽ gọi là sang bài ban. Bài bình thường nghĩa là màu trắng đấy. Ban ngày thì nó trắng sáng mà đúng không? Thế nên là dùng từ này sang bài ban. Còn ca đêm chúng ta có từ đêm đọc là ye. Ye là buổi đêm. Vậy thì làm ca đêm thì gọi là sang ye ban. Sang dê ban. Thế còn có một số bạn ấy làm ca tối, mới gọi là ca tối đúng không ạ? Thì các bạn có thể nói là sang quản ban nhé. Chúng ta có từ quản trong từ quản sang nhé. Đây, có thể ghi cho các bạn cái từ này. Đó, quản trong từ quản sang thì các bạn có thể sử dụng. Nếu mà nói là làm ca tối thì sẽ nói là sang quản ban. Đấy, sang quản ban nhé, làm ca tối. Đấy, sang quản ban đúng không ạ? Đó. Nào ví dụ nói là tuần này tôi làm ca đêm còn tuần sau tôi sẽ làm ca ngày thì chúng ta sẽ nói là gì? Chưa cơ sinh chi của sang dê ban à xa châu. Ở đây chúng ta có từ tuần nhé. Tuần trong tiếng Trung thì ngoài từ sinh chi ra các bạn có thể dùng từ châu ạ. Có hai từ đây, hai từ này, sinh chi hoặc là châu đều có nghĩa là tuần, cách sử dụng y như nhau. Y như nhau. Vậy thay vì nói là chưa cơ sinh chi mình có thể nói là chưa châu cũng được nhé. Ừ. Vậy nào, chưa cơ sinh chi của sang dê ban, xa châu của sang bái ban, à, xa châu của sang bái ban, được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có từ chuẩn xứ. Ừ, chuẩn xứ ở đây là tính từ mang nghĩa là gì đấy ạ? Đúng giờ nhá. À, đúng giờ, làm cái gì đó đúng giờ. Chuẩn xứ, chuẩn này đứng một mình là tính từ là chuẩn này, xứ là trong từ xứ chen ấy, thời gian, chuẩn thời gian, đúng không? Và khi mà chúng ta muốn biểu thị là thực hiện một cái hành động gì đấy đúng giờ, đúng thời gian thì mình sẽ hay lấy cái từ chuẩn xứ này sau đó đằng sau kết hợp với động từ đó nhé. Ví dụ như là đi làm đúng giờ thì tiếng Việt của mình đi làm sẽ đứng trước đúng giờ đứng sau đúng không? Nhưng mà tiếng Trung sẽ thường đổi từ đúng giờ lên trước, sẽ nói là chuẩn xứ sang ban, à, chuẩn xứ sang ban, đi làm đúng giờ. Hay là họp đúng giờ, chuẩn xứ khai hội, chuẩn xứ khai hội, à, chuẩn xứ khai hội. Hay là giao hàng đúng giờ, chúng ta cứ giao hàng đọc là sung khua. Vậy thì sẽ nói là chuẩn xứ sung khua, chuẩn xứ sung khua, hiểu ý chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta muốn miêu tả anh ấy luôn luôn là một người đúng giờ thì mình có thể nói là gì? Tha y chứ. Ở đây cái từ y chứ ở đây có nghĩa là từ trước đến giờ đấy nhá. Vẫn luôn như vậy thì mình sẽ dùng là y chứ. Tha y chứ sư ý cơ khấn chuẩn xứ tợ rấn. Tha y chứ sư ý cơ khấn chuẩn xứ tợ rấn. Anh ta là một người luôn luôn rất là đúng giờ. Đó, cô đọc lại nữa này. Chuẩn xứ sang ban, chuẩn xứ khai hội, chuẩn xứ sung khua. Tha y chứ sư ý cơ khấn chuẩn xứ tợ rấn. Được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đây ạ? Chứ tao, chứ tao, à, chứ tao. Đối lập với chuẩn xứ, đi muộn ạ. À? Đó. Ví dụ cô có câu này, bởi vì hôm nay tắc đường thế nên là gì đây ạ? À, tôi đã đi muộn đúng không? Nào, ở đây cô không để phiên âm đúng không? Chờ một chút nhé, cô copy phiên âm vào cho các bạn dễ nhìn này. Rồi, đấy, có phiên âm để cho các bạn dễ theo dõi nhé. Nào, ví dụ cô có câu là bởi vì hôm nay tắc đường, vì vậy tôi đến muộn đúng không? Vậy câu này mình sẽ nói như thế nào? Tắc đường trong tiếng Trung đọc là gì đấy? Chúng ta có một từ đọc là tủ trưa. À, nếu bạn nào đã học sơ cấp 2 của cô về chủ đề giao thông thì chúng ta đã được học từ này rồi đấy ạ.
In way chin thiên tủ chưa sứ ỷ của chứ tao là in way chin thiên tủ chưa sứ ỷ của chứ tao là cái từ này chúng ta sẽ đổi thành là in way nhé, thành bốn không phải in way ạ. In way chin thiên tủ chưa sứ ỷ của chứ tao là được chưa ạ. Hay ví dụ câu số 2, tháng này tôi đi muộn 2 lần vì vậy là bị trừ 200.000 tiền chuyên cần, vậy mình có thể nói như thế nào? Tháng này sẽ nói là gì ạ? Chưa cơ yê của chứ tao lẻ sư à, lẻ sư sư ở đây có nghĩa là lần số ỷ pay khâu ơ chứ quan à, có một cái từ là từ tiền chuyên cần này, đây là một cái thuật ngữ rất là quan trọng này, hay là rất là hay gặp à, thì chúng à, bài sau video sau cô sẽ có một cái chủ đề đó là chuyên về tiền lương à, chuyên về tiền lương và các cái gọi là trợ cấp trong tiếng Trung thì nó sẽ có rất là nhiều thuật ngữ liên quan đến cái này đó nhá. Thì tiền chuyên cần sẽ đọc là chén chín phủ thia, chén chín phủ thia à, đấy cô đọc lại cả câu này. Chưa cơ duyên của chứ tao lẻ sư số ỷ pay khâu ơ xứ ngoan chén chín củ thia 200.000. Còn cái phần mà 200.000 này là liên quan đến cách đọc số, cũng có rất là nhiều video liên quan đến dạy về bài đọc số thôi thì các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi cô đọc lại cả hai câu này một lần nữa này. Chứ tao in way jin tian tu chưa số ỷ của chứ tao là chưa cơ duyên của chứ tao lẻ sư số ỷ pay khâu ơ xứ ngoan chén chín củ thia nha. Tiếp theo chúng ta có động từ tuân sổ à, tuân sổ tuân thủ cái gì đó à, tuân thủ cái gì đó thì thông thường ví dụ như trong công ty mình sẽ phải nói là gì, chúng ta phải tuân thủ các quy định của công ty đúng không. Ở đây chúng ta có từ quy định ạ, quy định đọc là gì đấy, quy tinh à, quy tinh nhá, quy tinh quy định. Vậy cả câu này sẽ nói là gì, của mình giao tuân sổ công sư tờ quy tinh, của mình giao tuân sổ công sư tờ quy tinh, của mình giao tuân sổ công sư tờ quy tinh. Hay là chúng ta cần phải tuân thủ các quy tắc giao thông đúng không? Vậy quy tắc giao thông mình có thể dùng là gì đấy ạ? Giao thông đọc là treo thung, quy tắc thì sẽ là quy chứa. Vậy quy tắc giao thông sẽ nói là treo thung quy chứa, tuân sổ treo thung quy chứa, tuân sổ treo thung quy chứa. Hay là tuân thủ các quy định về an toàn lao động đấy, đúng không? An toàn mình có từ an全 đấy, vậy sẽ nói là gì? Tuân sổ an全 quy định, tuân sổ an全 quy định. Rồi, con đọc lại một lần nữa tất cả các từ này nhé. Tuân sổ của mình giao tuân sổ công sư tờ quy định, tuân sổ giao thông quy chứa, tuân sổ an全 quy định. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ học một số những cái dụng cụ liên quan đến bảo hộ lao động. Ví dụ như là giày chống tĩnh điện à, thì chính tiếng Trung sẽ gọi là phám trinh đen xía. Ở đây chúng ta có từ phám trinh đen là chống tĩnh điện nhá, xía là giày đúng không? Thì các bạn ghép vào sau này có rất là nhiều những cái đồ khác đều là những cái đồ chống tĩnh điện, thế các bạn chỉ cần lấy cái từ phám trinh đen này và cộng với lại cả cái dụng cụ đấy là được đúng không? Phám trinh đen xía. Rồi hay là gì ạ, chảng phú nhá, chảng này là chính là trong từ cung chảng nghĩa là công xưởng đấy, xưởng. Phú ở đây là trong từ y phú là đồng quần áo, vậy chảng phú đây có thể hiểu là tức là cái quần áo để mặc khi vào và làm trong xưởng, thì mình có thể dịch chung là đồng phục làm việc trong xưởng đúng không, gọi là chảng phú. Ví dụ có câu này, sang ban sứ giao choan phán trình đen xía hứa chảng phú, sang ban sứ giao choan phán trình đen xía hứa chảng phú, nghĩa là gì à, khi chúng ta đi làm thì phải đi giày chống tĩnh điện và mặc quần áo đồng phục của xưởng đúng không. Cô đọc lại nữa cả slide này này, phán trình đen xía chảng phú, sang ban sứ giao choan phán trình đen xía hứa chảng phú. Tiếp theo nào, chúng ta có động từ gì đấy, an排, 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 bố trí hoặc là sắp xếp một cái công việc gì đó thì người ta sẽ dùng là an排. Ví dụ ở đây cô có một câu ví dụ, Tiểu Lan hôm nay xin nghỉ nên là bạn hãy giúp cô ấy sắp xếp công việc trong xưởng đúng không? Thì câu này mình có thể biểu đạt như nào đây? À, xin nghỉ ạ, à, xin nghỉ trong tiếng Trung chúng ta sẽ đọc là chỉnh cha nhé, chỉnh cha à, chỉnh cha xin nghỉ đó. Bạn nào mà học ở sơ cấp 2 bài chủ đề về sức khỏe đúng không ạ? Thì cô cũng đã dạy từ này rồi nhé. Chim thiên xẻo lán chỉnh cha, nỉ bằng tha an thái tráng lỉ được cung chùa bà. Chim thiên xẻo lán chỉnh cha, nỉ bằng tha an thái tráng lỉ được cung chùa bà. Hôm nay Tiểu Lan xin nghỉ đúng không? Đấy, bạn giúp cô ấy làm sao bố trí hay là sắp xếp cái công việc ở trong xưởng, trong xưởng nó gọi là tráng lỉ à, tráng lỉ. Tiếp theo chúng ta có động từ gì nhỉ, quang chi, quang chi à, quang chi quên cái gì đó à, quên cái gì đó. Ví dụ Bia quang chi mình thiên xa ủ tờ hội y. Câu này nghĩa là gì? Bia, bia là đừng đúng không? Chúng ta có kết kết cấu là bia cộng động từ là khuyên nhủ ai đấy đừng làm gì. Vậy bia quang chi là đừng quên nhá. À, bia quang chi mình thiên xa ủ tờ hội y. À, hội y đây là cuộc họp hay là cuộc hội nghị đấy.
Đấy. Tiếp theo, thế đối lập với quăng chi quên, chúng ta sẽ có từ nhớ ra cái gì đó thì sẽ dùng là chỉ tứa. Ừ, chi tứa, nhớ ra cái gì, nhận ra ai hay là nhớ để thực hiện một hành động gì đấy thì chúng ta đều có thể dùng từ này được này. Cô lấy ví dụ, cô có câu này: Xiao Wang háo chiểu cú chen thì hái chi tứa của ma. Vậy lúc này chi tứa mang ý nghĩa là nhớ ra một người nào đó, nhận ra một người nào đó, đúng không? À, Tiểu Hương lâu lắm không gặp, bạn còn nhớ ra tôi không, nhận ra tôi không? Đấy. Thế còn ví dụ nhớ để thực hiện một hành động gì, người ta cũng dùng chi tứa này. Ví dụ như thế này: Xà ban chén chỉ tứa nhỏ quan tâm quan khung khéo. Ở đây chúng ta có từ tâm là cái đèn, khung khéo là điều hòa, quan là động từ mang nghĩa là tắt hoặc là đóng cái gì đấy lại. Vậy quan tâm là tắt đèn, quan khung khéo là tắt điều hòa. Vậy câu này muốn nhắc nhở cái gì đây? À, trước khi ta làm thì nhớ tắt đèn và tắt điều hòa, ví dụ như thế. Đấy, cô đọc lại hai câu này nữa nhé: chỉ tứa xẻo quán háo chiều cú chen nỉ hái chi tứa của ma. Xẻo quán háo chiều cú chen nỉ hái chi tứa của ma. Xả ban chén chỉ tứa nhỏ quan tâm quan khung khéo. Xả ban chén chỉ tứa nhỏ quan tâm quan khung khéo, được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có động từ gì đấy ạ? Khai sử. Ừ, khai sử, động từ bắt đầu làm cái việc gì đó. À, khai sử, ví dụ chúng ta muốn hỏi là gì, khi nào thì bạn bắt đầu đi làm, đúng không? Mình sẽ hỏi là gì đây? Nǐ shěnme shí hǒu kāi shí shǎng bān? Nǐ shěnme shí hǒu kāi shí shǎng bān? Shěnme shí hǒu ở đây là từ để hỏi cho thời gian đấy, mang nghĩa là khi nào đó. Nǐ shěnme shí hǒu kāi shí shǎng bān? Tiếp, cái đối lập với khai sử chúng ta sẽ có từ gì ạ? À? Chia shù. À, chia shù, động từ kết thúc cái gì đó. Ừ, kết thúc cái gì đó, chia shù. Ví dụ là gì đấy ạ? Hội nghị chỉ điểm chia shù. Hội nghị chỉ điểm chia shù, nǐ chī dào ma? Hội nghị chỉ điểm chia shù, nǐ chī dào ma? Cuộc họp thì mấy giờ kết thúc, bạn có biết không? Đúng không? Đó, tiếp theo nào, chúng ta có động từ gì đấy ạ? Thái tuệ. Thái tuệ, thái tuệ, xếp hàng. Ví dụ là gì? À, chư phan tợ sứ hầu, ta cha yào thái tuệ. Chư phan tợ sứ hầu, ta cha yào thái tuệ. À, từ nãy giờ các bạn thấy xuất hiện cái cụm tợ sứ hầu này rất là nhiều, thì đây chính là một điểm ngữ pháp trong bài ngày hôm nay. À, tợ sứ hầu này sẽ là gì? Đứng giữa hai mệnh đề đó, để biểu thị là hai hành động này cùng song song xảy ra nhá. Ừ. Mình khi dịch, mình hay dịch là khi hoặc là trong khi thực hiện cái hành động số 1 thì cái hành động số 2 này cũng sẽ phải được tiến hành đấy. Thì chốc nữa cô sẽ nói lại cái cấu trúc này một lần nữa. Khi ăn cơm mọi người phải xếp hàng đó, chư phan tợ sứ hầu ta ra nhau hái tuệ. Tiếp theo nào, chúng ta có động từ lý khai. À, lý khai, rời bỏ ai đó hay là rời khỏi một cái gì đó. Ví dụ câu này: Pía lý khai của. À, nỉ pía lý khai của. Ví dụ cô người yêu nói với anh người yêu, đúng không? Nỉ pía lý khai của, anh đừng rời bỏ em đấy, hay đừng bỏ em, ví dụ thế nhá. Hoặc là gì đây ạ? Cô có câu này: Cung chùa tợ sứ hầu cú yao tự tùng lý khai tự chỉ tợ cung chùa cảng quê. Nào, ở đây chúng ta có từ cung chùa tợ sứ hầu là khi làm việc này, cú yao là không hoặc là đừng này, tự tùng ở đây là tự động, lý khai là rời khỏi, tự chỉ đây là bản thân mình này, cung chùa cảng quê tức là cái vị trí làm việc nhé. Vậy cả câu này sẽ dịch là gì đấy? À, khi làm việc thì đừng tự động rời khỏi vị trí làm việc của bản thân, có hiểu không nhỉ? À, đấy, đọc lại nữa này: lý khai bía lý khai của cung chua tợ sứ hầu cú yao tự tùng lý khai tự chỉ tợ cung chua cảng quay, đúng chưa? Và cuối cùng chúng ta có động từ gì đấy ạ? Báo cáo, hoặc là cái từ này có thể sử dụng như danh từ cũng được này. Báo cáo, báo cáo. Ví dụ là gì? À, mỗi thiên đều yao x写报告. À, cái chữ này là chữ tâu nhé. Phiên âm chữ này là đọc là tâu này, không biết xuống dưới này. Tâu. Mỗi thiên đều yao x写报告. À, mỗi ngày thì đều cần phải làm sao? Viết báo cáo, đúng không? Hay là gì đây ạ? Báo cáo của hái mấy x写完, mình thiên kế nghỉ ba. Báo cáo của hái mấy x写完, x写là viết,完là xong. Vậy x写完là viết xong. Báo cáo tôi vẫn chưa viết xong, mình thiên kế nghỉ ba. Đó, để ngày mai tôi đưa cho bạn nhé. Nha. Báo cáo, mỗi thiên đều yao x写报告. Báo cáo của hái mấy xỉu quán, mình thiên kế nghỉ ba. Đấy, đấy thì đấy là toàn bộ tất cả các cái phần từ mới. À, và cô đã đi giải thích từng từ một cho các bạn hiểu rồi nhé. Ừ. Tiếp theo nào, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu qua về cái phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay. À, ngữ pháp của bài ngày hôm nay thì nó sẽ có 3 điểm ngữ pháp, đó là ba cấu trúc câu. Thứ nhất là biểu thị xem là gì đây ạ? Hai hành động cùng song song xảy ra, hay nói cách khác là trong khi chúng ta thực hiện hành động số 1 thì chúng ta cũng đồng thời tiến hành hành động số 2. Đó, dịch thì mình hay dịch là khi hoặc là trong khi làm gì thì làm gì đấy, ý là như thế. Thì tiếng Trung sẽ dùng một trong hai từ, các bạn có thể dùng từ sứ nhá, sứ thôi. Sứ này là dạng kiểu như là tắt
còn đầy đủ mình sẽ dùng là tọ sứ hâu, được chưa? Tọ sứ hâu hoặc là sứ nhá, để giữa hai mệnh đề nhá. Cái này sẽ phải bứt giữa hai mệnh đề, nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì cái từ này lại dịch để lên đằng trước. Ví dụ này, khi làm việc không được phép nói chuyện và ăn uống, thì ở đây chúng ta phải cho cái từ khi này vào giữa cái từ làm việc nhá, đằng sau cái từ làm việc ấy, à đằng sau cái từ làm việc đấy, thì phải nói là cung chua sứ, hoặc mình có thể nói đầy đủ là cung chua tọ sứ hâu, đúng không? Không được phép ở đây thì chúng ta có thể dùng từ này, có một từ mới đó là u sĩ, để đọc là u sĩ. U sĩ cộng động từ là không được phép thực hiện cái gì, u sĩ xua hoa trừ tung si tổng. Có đọc lại nhé, cung chua sứ u sĩ xua hoa trừ tung si tổng. Hay là khi đi làm thì các bạn phải đi dép tĩnh điện và không được đi giày cao gót, đúng không? Mình có thể nói là gì, sang ban sứ, hoặc là đầy đủ sẽ là sang ban tọ sứ hâu, giao choan phán trinh tiền xía, u sĩ choan cao cân xía. Sang ban tọ sứ hâu, giao choan phán trinh tiền xía, u sĩ choan cao cân xía. Hay ví dụ một câu dễ hơn, à, khi mà chúng tôi học tiếng Trung thì họ đang xem tivi, đúng không? Thì mình có thể nói là gì, của mân xuế hàn ủy tọ sứ hâu tham mân dài khăn đen sư đấy. Thì cứ hai hành động cùng song song xảy ra thì mình có thể dùng cái cấu trúc này nhá, của mân xuế xí hàn ủy tọ sứ hâu tham mân dài khăn đen sư nha. Thế còn có một cái cấu trúc nữa, đó là trước khi thực hiện hành động số 1 thì chúng ta sẽ thực hiện hành động số 2, hay nói cách khác là cấu trúc trước khi làm gì thì chúng ta làm gì, đúng không? Thì cái này cũng đơn giản thôi, chúng ta cũng sẽ có hai mệnh đề và ở giữa này chúng ta sẽ dùng từ ỷ chén, hoặc ngoài từ ỷ chén này ra này các bạn có thể dùng từ này bên dưới cô giáo ghi này, đó là từ chư chén nhá. Đấy, dùng một trong hai từ ỷ chén, chư chén, thậm chí là người ta bỏ hết cái chữ ỷ và chữ chư đi, chỉ còn để mỗi chữ chén này cũng được này, để mỗi chữ chén này cũng được này. Đấy, thì các bạn đều dịch là trước khi làm gì thì làm gì nhá. Ví dụ trước khi ăn cơm thì chúng ta phải rửa tay, đúng không? Thì sẽ nói là gì, của mân chư khan ỷ chén, hoặc là của mân chư khan chư chén, thậm chí là gì, của mân chư khan chén thôi, à, giao xí sổ. Đây chúng ta bỏ bớt một từ của mân đi cho đỡ lặp. Đấy nhá, của mân chư khan chén hay là chư khan ỷ chén, đúng không? Giao xí sổ, giao xí sổ. Hay là trước khi tan ca thì chúng tôi phải họp, thì sẽ nói như nào, à, của mân xa ban ỷ chén nhau gì đấy ạ, khai khuây, đúng không? Hay của mân xa ban chư chén nhau khai khuây. Tiếp theo là chúng ta có cấu trúc là thế sau khi làm gì thì làm gì, thì mình có thể biểu thị là gì đấy ạ. À, vậy thì sau khi thì mình sẽ dùng từ ỷ khâu, hoặc các bạn có thể bỏ từ ỷ đi, chỉ còn mỗi từ khâu thôi cũng được nhá. Ví dụ sau khi họp thì chúng ta sẽ tan ca, đúng không? Thì sẽ nói là gì đấy ạ, sang, à, khai khuây ỷ khâu của mân xa ban, khai khuây ỷ khâu của mân xa ban. Hay là gì, sau khi đi làm thì tôi đến, bạn đến văn phòng tìm tôi, sang ban ỷ khâu nỉ lái ban cung sư cháu của, sang ban ỷ khâu nỉ lái ban cung sư cháu của, được chưa? Đấy, thì đấy là toàn bộ tất cả từ mới và cái điểm ngữ pháp sẽ xuất hiện ở trong cái bài này. Thế còn về phần bài khóa và phần bài tập thì cô sẽ để ở video tiếp theo nhé. Thì chúng ta sau khi mà học thuộc từ mới và học thuộc bài khóa rồi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và xem tiếp video tiếp theo để xem là nội dung của bài khóa là gì nhé. Ừ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.